Làm gì vậy? Làm gì? Ngồi dưới này đi. À, có cái chỗ ngồi nói hoài là sao? Mẹ biết rồi, để mẹ ngồi ở đây được nè. Ngồi đây không được, ngồi đâu? Rồi, đi lên bên này. Ủa, sao bà lại ngồi đó bà? Bà lên chỗ con ngồi không? Ừ, không sao đâu cậu, tôi ngồi ở đây được mà. Thôi, bà lên chỗ con ngồi đi, chứ sao bà ngồi dưới đây được? Bà lớn tuổi rồi, bà ngồi dưới đây lỡ xe nó thắng gấp, bà té sao? À, không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Ủa bác Tài, sao cho bà cụ này ngồi dưới sàn xe kỳ vậy bác Tài? Thì tiền nào của đó em ơi. Bà lên chỗ con ngồi đi, chứ bà ngồi vậy con khó chịu lắm bà. Được. Đi bà. Cái thằng này ngộ ta. Mẹ tao nói ngồi được rồi, mắc gì mày kéo bà hoài vậy? Mày kéo lỡ bà chặt cái góc nách, ai chịu trách nhiệm hả? Anh là con trai hả? Đúng sao? Con trai mà để mẹ mình ngồi dưới sàn xe vậy mà coi được hả? Ủa sao không được? Bà nói được là được. Vợ tôi cần cái chỗ nghỉ ngơi, bà ngồi dưới này là đúng rồi chứ sao nữa. Có thằng con trai với con dâu chất lượng ghê á, mẹ già mà để ngồi vậy mới chịu được á. Ủa chuyện nhà mày hả? Tôi thấy khó nhìn quá, tôi nói chứ mắc gì căng. Mày có tin tao đọc vô mặt mày không? Ê, tao nói sai hả? Cậu ơi, thôi mà, cái này là do tôi chọn, cậu đừng có cãi với nó. Lỡ may mà xảy ra chuyện đó thì không có nên đâu. Với lại là tôi thấy xe nó cũng đầy rồi, với lại là chân cậu dài, cô ngồi ở đây bất tiện lắm. Bà già, chân bà ngắn, bà ngồi ở đây được. Cảm ơn cậu. Còn sao? Thôi đi bác Tài, ủng hộ anh cái cửa đây anh. Ê bà ơi, bà sao bà tính ngồi đây hả? Sao bà không vô trong quán ngồi? Ông tự bà thấy trong quán đông quá, bà ngồi đây cho thoáng. Bà sợ con trai bà chửi bà đúng không? Bây giờ bà đi với con vô trong đó, thằng đó mà có làm gì bà, con bảo vệ bà. Không có đâu, không có phải. Tôi ngồi ở đây nè, mà con cháu an tâm thoải mái là được rồi. Già rồi sống được bao nhiêu lâu nữa đâu cậu. Cậu đừng có lo nha, cảm ơn cậu nhiều lắm á. Mà bà đang ăn uống gì chưa? Có rồi, có đây. Sáng trước khi đi là bà có gói miếng xôi đi nè. Bà cho con mượn xíu nha. Cái này ngon lắm, tôi đem đi đường ăn á. Sao vậy cậu? Hả? Bà ơi, nó bị thiêu hết rồi bà. Ý đâu có, cái này tôi mới gói hồi sáng mà. Bà mới gói hồi sáng? Hả? Nhưng mà đồ cũ đúng không? Đúng rồi. Không được đâu, bây giờ nếu như bà không muốn vô đó ngồi ăn với con á, thì bà đứng đây chờ con xíu, con vô đó con mua phần cơm ra, con mời bà nha. Cậu ơi. Bà ơi, bà đừng từ chối tấm lòng của con nữa, bà cứ đứng đây đợi con nha. Cảm ơn cậu nhiều. Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, hả? Mẹ xin lỗi con. Tôi nghe vợ tôi nói là bà xin tiền vợ tôi mua nước uống đúng không? Đúng rồi, tại vì hồi sáng xe tới đó, mẹ lo không có kịp nên mẹ quên đóng nước chai. Già rồi bớt lẩm cẩm, bớt phiền phức lại giùm cái đi ha. Nè, đây là mẹ của mày đó, mày làm gì vậy? Lại là mày nữa thằng bao động. Mẹ tao muốn làm gì tao làm. Nhưng mà thể loại như mày không xứng đáng để có mẹ. Chó. Sao? Cậu ơi, tôi xin cậu mà. Lại cậu. Thôi mà. Tao nói cho mày biết, đây là mẹ ruột của mày chứ không phải là người dân, mày nghe chưa? Thì bà là mẹ ruột của tao nhưng mày là người dân. Mày sao? Cậu ơi, con đừng mà. Đi. Xin mà. Từ từ con. Bà làm gì vậy? Hả? Con ơi, đừng có bỏ mẹ mà con. Tự đi về đi. Thôi con. Má, mày đụng tới giới hạn của tao rồi. Xuống đi. Ui da. Má mày, tao nói cho mày biết, có nhiều người người ta không có mẹ, người ta mong muốn có được để được chăm sóc. Còn mày có mà mày không coi ra gì. Đúng, đấy không phải là chuyện của tao, nhưng mà với một người có đạo đức như tao thì tao sẽ không bỏ qua. Cậu ơi đừng mà cậu. Thôi đi. Cô đừng có như vậy nữa được không? Cô xin cô đó, cô nghe câu là con hư tại mẹ không? Nếu như ngay từ đầu cô răn đe nó thì ngay bây giờ nó không mất dạy với cô như vậy. Cô đã có một cuộc sống tốt hơn rồi. Tôi không biết dạy con mình, là lỗi của tôi mà. Mày là cái thá gì mà dạy đời tao hơn chứ?
Cầm miệng lại. Cầm miệng lại. Cầm miệng lại. Ôi, đừng mà, tôi xin cậu. Tôi đừng có đánh đó mà cậu ơi. Lần này mày tới số mày với tao rồi. Không người số cho mẹ mày đeo lên. Làm gì? Cổng mẹ mày. Để cho mày biết mẹ mày đã mang nặng đẻ đau mày cực khổ như thế nào. Sao cổng nổi? Nổi không? Hả? Vậy cổng tới khi nào? Cổng tới khi nào mày biết thương mẹ mày thì thôi. Mày nên nhớ, tao cũng chưa tha cho mày đâu. Cổng đi! Em! Canh đó! Này! Từ từ! Bà làm gì vậy? Hả? Con ơi! Đừng có bỏ mẹ mà con! Tự đi về đi! Thôi con! Má! Mày đụng tới giới hạn của tao rồi! Xuống đây! Ui da! Má! Mày có thể nói cho mày biết, có nhiều người người ta không có mẹ, người ta mong muốn có được để được chăm sóc, còn mày có mà mày không có ra gì. Đúng. Thấy không? Ê cái chị kia, dạ? Nó ăn cho đã rồi quỵt tiền hả? Dạ không có. Chị ơi em nói thiệt mà, em không. Ủa? Có quỵt tiền. Chuyện gì vậy em? Anh đang tới quán em ăn hả? Ờ. Anh coi cái chị này nè, đi với bạn tới quán em kêu món cho đã xong bây giờ họ tính quỵt tiền anh. Không phải vậy đâu anh. Em là được mời tới đây ăn rồi. Rồi tự dưng cái anh đó, anh bỏ đi mất tiêu, anh kêu chị này tính tiền cho em. Mà cái bill tới 12 triệu lận, em đâu có mang đủ tiền ở đây đâu. Em tính nói chị là cho em đi ra ngoài tìm bạn em vô đây thanh toán, chị không có chịu. Em có liên lạc được với bạn em chưa? Nè, em đâu có nói xạo anh đâu. Em gọi điện cho anh nhắn tin nãy giờ mà anh đâu có nghe máy hay trả lời em đâu. Ôi, đàn ông gì kỳ vậy trời. Giờ em coi vô ký bill rồi em giảm 20% cho bạn này đi. Rồi có gì để anh nói với anh chủ cho nha. Còn em để có gì anh vô anh quẹt thẻ rồi vài bữa trả lại tiền cho anh cũng được nha. Nhưng mà em... Thôi đừng có nhân nhị gì nữa, đừng có ngại. Miễn em đừng có quỵt anh là được nha. Ừ. Cảm ơn anh. Dạ, anh cho em gửi tiền, anh đã trả tiền ăn cho em á. Thôi sao em cũng để, khi nào thông thả rồi đưa cho anh cũng được, sao đâu. Anh đừng nói vậy, anh đã giúp đỡ em rồi, sao em dám nợ anh, em áy náy lắm. Anh rất hâm hạnh khi mà được làm quen với một cái người đẹp như em. Ừ. Rồi mai gặp nha em. Nhà hàng Sam Béo bên đường số 7 hả? Cái ông này lừa em để mà em phải trả tiền ăn. Thì thôi mai gặp em. Khoan. Từ từ, bình tĩnh, cái gì từ từ giải quyết. Sao mà bình tĩnh được, dù em trả tiền ăn mà. Anh lại đây coi, nè. Anh nhớ mặt tôi không? Anh đừng giả bộ mà anh quên tôi nha. Anh nhớ kỹ cái mặt tôi coi. Anh hẹn tôi ra ăn, kêu cho một đống đồ ăn rồi bắt tôi trả tiền là sao? Trả tiền đây coi. Mày bị điên hả? Đi ra đi vậy, tránh ra coi. Ê. Nhẹ nhẹ tay với phụ nữ xíu được không bạn? Người sao? Để em nói chuyện. Tôi nói cho anh biết nha. Rồi sao là sao? Anh hẹn con gái ta đi chơi, xong mà kêu một đống đồ ăn, anh bỏ tôi đó. Anh biết tiền bao nhiêu không? Hả? 12 triệu lần đó. Trả tiền đây chưa? Mày đừng có đụng tay đụng chân nha mày. Tôi không có đụng tay đụng chân. Mày muốn không? Mày muốn gì? À. Tao nói một lần nữa, mày nhẹ tay chút xíu được không? Rồi sao? Tao nói cho mày biết, nhiều khi nó thấy tao ngon quá, nó ăn dạ rồi sao? Ai biết gì nó, nhưng mà cỡ gì nó, xin lỗi nha. Nè, anh không có thiếu tiền. Cỡ như em nha, xin lỗi em nha, tôi đâu có rảnh chơi với cô đâu. Đó đó, anh thấy không? Thấy rõ ràng cái loại người không đàng hoàng không? Thôi, được rồi. Em đâu có lừa anh đâu. Nè, nè, em có Facebook ổng. Em còn cái tin nhắn là nè, ổng rủ em đi ăn nè, anh thấy không? Em đâu có nhìn nhầm được. Anh đâu có nói em là em nói xạo đâu. Nhưng mà thôi, cái loại người như thằng đó em càng nói cũng chả vô đầu được cái gì đâu. Em nên cảm thấy may mắn khi mà thêm thoát khỏi một cái thằng khốn nạn như vậy đó. Thôi, về đi, quên nó đi, nha. Dạ. Ừ. Cảm ơn. Thôi, để anh đưa về, ha. Dạ.